Bộ sản phẩm thứ 5 đó là bộ sản phẩm thứ 5 mà em xin muốn trình bày trong buổi diễn thuyết. Bộ sản phẩm về cơ thể và làm sạch cơ thể và làm đẹp. Thứ nhất là bao gồm có là dầu gội của Inucity đều có này, và thứ hai đó là bộ sữa tắm này. Bộ thứ ba nó là bộ dưỡng da toàn bộ cơ thể này, rất tốt cho những trẻ em, bởi vì là 100% là hoàn toàn thảo dược thiên nhiên nên trẻ dân da của trẻ em rất là nhạy cảm và chúng ta sử dụng rất là ok. Và sử dụng cho những người là bị da liễu, không sử dụng được những cái sản phẩm mà ví dụ như là có những cái thành phần hóa chất thì chúng ta sử dụng những cho những người da liễu rất là tốt, rất là ok này. Đấy, đây là về bộ sản phẩm về dưỡng da, bao gồm có cả dầu gội đầu này, sữa tắm và bộ dưỡng da. Dưỡng da là gồm có kem lèn này, kem ban đêm, kem ban ngày, kem body và kem chống nắng. Rất nhiều, toàn bộ những cái sản phẩm của Unicity đều là thảo dược và 100% hoàn toàn là thiên nhiên nên sử dụng được cho những người bị da liễu này, cả trẻ em hoàn toàn sử dụng rất là ok nhé các bạn.